là đạo viên, đạo là con đường. Thật ra cái này bữa có nói cho quý vị rồi. Đạo là gì? Tức là mỗi cái mình á ở trong mỗi sát na tâm của mình á, mình luôn sống, mình có có thế nào là mình tạo ra một con đường hoặc vô số con đường để gì vậy? Để mình đi về trong tương lai. Đó. Thì cái đó con đường đó nó được tạo bằng cái gì? thứ nhất là khuyên hướng tâm lý của mình là thích cái gì ghét cái gì nặng về cái gì với những như thích cái này thích cái kia à, đó thì quý vị thích cái nào thích cái kia hoặc là thì tạo ra cái nghiệp như thế nào thì cái đó nó cứ tích lũy từ từ mỗi lần nó giống như xây vẽ ngôi nhà tương lai của quý vị thì cái đó cũng là dẫn lối con đường đi về ngôi nhà những ngôi nhà tương lai đó và đến khi mình chết á mình cũng đi về những con đường đó sanh vào nhà đó tức là đó gọi là đạo duyên đạo duyên quý vị hiểu không đạo là con đường thôi chẳng có gì hết như vậy đạo duyên là hồi bữa mình đã học cho nên mình biết rõ là mỗi lần suy nghĩ của mình mỗi hành động của mình nó đã kết một cái đóng góp vô một ngôi nhà nào đó nó đang dẫn mình đi vào một con đường nào đó con đường ra khỏi sinh tử luân hồi con đường xuất sanh con đường lên cõi trời con đường à, trở lại cõi người vân vân những con đường đó nó đang tạo ra cho nên nó đang tạo ra bởi cái ý nghĩ bởi cái hành động của mình bởi cái việc làm của mình thì đó gọi là gì đạo diền đó vậy thôi đơn giản thôi và trong kinh phật nói nghiệp đen thì cho quả đen nghiệp trắng cho quả trắng nghiệp đen trắng thì cho quả đen trắng Chứ không phải bù trừ nhau Nhiều người bây giờ giảng Pháp Không học Kinh Phật Nói là Sự bù trừ của nhân quả Làm gì có nhân quả nào bù trừ Quý vị nhớ Trong Kinh Phật Đức Phật lấy ví dụ Chúng ta lấy ví dụ là gì nhớ. Cho dù Một cái hũ muối thật lớn à, Quý vị cho một muỗng đường vào Một muỗng đường nó vẫn ngọt Cho dù muối nó mặn Mặn vẫn mặn Ngọt vẫn ngọt Người Việt Nam mình ăn nhiều vị Mình biết đúng không ạ Quý vị vừa cho đường nó cũng có cái ngọt của đường Mà quý vị cho muối nó cũng có cái mặn của muối Không thể nói tôi cho muối nhiều do quá cho nên là đường nó không ngọt Không có chuyện đó Cái nào cái quả trắng nó vẫn cho nghiệp trắng Mà quả đen nó cho nghiệp đen Mà cả lẫn lộn cả hai thì nó cho quả lẫn lộn cả hai trong đó Và đó vẫn là một ngôn ngữ chưa sâu lắm Trong A Tỳ Đàm nói sâu hơn nữa Nói sâu hơn nữa là gì? Nói sâu hơn nữa là cái nghiệp đó quý vị sử dụng cái tâm sở mà tâm sở tư cái tâm sở tư chúng ta là mạnh hay yếu tức là cái chủ định của quý vị là mạnh hay yếu là hờ hững hay là cái động lực lớn đó. tức là bây giờ mình làm một cái việc nào đó ví dụ như như à, quý vị vui vui quý vị thấy người ta đi chư tăng đi qua à, cung giường hoặc là quý vị lên, lên chùa quý vị cung giường thấy người ta cung giường vẫn vui vui thôi mình bỏ vô cung giường nhưng mà mình thấy hững hờ thôi cúng dường á thì cái người kia họ cúng dường mà cái tâm thật chân thành á thì họ có cái phước báo lớn còn mình nó bắt trước mình cúng dường y chang vậy đó nhưng mà do mình cúng dường với cái tâm hững hờ á gọi là cái chủ đích của mình nó hững hờ thì nó nhỏ cái phước báo mình nó nhỏ quý vị cũng vậy à cho nên là gì mình hiểu như vậy đấy là cái tâm sở tư á, là cái chủ đích chủ động cho nên người biết tu hành á, mà học cái bộ giáo lý này rồi đó là quý vị biết tu lắm. Tức là nếu như ta không làm được việc lớn với cái tâm chủ đích lớn thì ta cũng có thể làm việc nhỏ với tâm chủ đích lớn. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là không cần thiết phải làm cái việc quá lớn lao để có phước báo lớn mà chỉ cần làm một việc nhỏ với cái tâm lớn thì sẽ có phước bao lớn à điều này mới hay à điều này mới hay đúng không cho nên á, mình hiểu được rồi á thì mình biết tu có nhiều người lên chùa không? À, chùa cúng giường gió chùa phải cúng cái gì rất là lớn cúng cái bàn thì có to để làm gì để cho thầy cái quý thầy quý cô để, để cúng cái xe thì sang để vân vân để quý thầy quý cô chùa đó chạy mình cúng vừa nghe, mình nghĩ là nó, nó lớn thì nó mới phước báo lớn Nhưng mà khổ nổi á Vì cúng như vậy thật ra nó chưa chắc đâu Tại vì sao? Cái chùa đó cái nhu cầu, vẫn vân nó là nhu cầu Người ta không có nhu cầu đó, cái xe người ta đã có xe rồi Cái bàn người ta có một mớ cái bàn rồi, hình như các, các chùa nhiều bàn nhiều ghế lắm đó, đúng không? Đó mấy chùa mà giàu quá trời rồi vì cúng vô đó nó không có đóng góp lớn bằng quý vị chỉ cần nghĩ với một cái chút nào đó mới cứ nghĩ đơn giản thôi vì thấy cái nó thiếu nó cần thiết à, quý vị thấy à, ừ, bây giờ ở trong chùa này hình như thiếu mấy cái uh, dầu ăn đúng không mình cúng dầu ăn đó mình thấy uh, nó thiếu mấy cái cái vẻ cái lâu nhà thôi mấy khăn thôi vân, vân mình cũng cúng giường để người ta xài và cái tâm mình đó cái tâm lớn là gì tâm mình đang nghĩ đây mình cúng dường với cái không phải cầu phước báo của mình mà mình nhắm là mình cúng dường này để gì mình hộ trì cho tăng đoàn hộ trì cho chùa phát triển thì cái tâm đó tâm lớn hoặc là mình ra đường mình gặp một người ăn xin á mình thấy nó xin nó ghét quá thôi đưa cho nó cúng tặng cho nó cho rồi thì cái tâm đó, nó nó rất là kém phước bởi vì sao quý vị khó chịu mà cúng khó hiểu mà tặng còn nếu như quý vị nghĩ rằng mình à, đứa đó, nó nó nhỏ nó tội quá nó đi ăn xin nó tội quá mình phải giúp nó được bữa nào không giúp được nhiều bữa hơn nữa thôi bao nhiêu nó giúp đó thì cái tâm sở chủ định đó tâm sở tư đó đó nó quyết định về cái nghiệp quý vị đó, thì cái nghiệp như vậy nghiệp nào theo nào thì cái đó thuộc về nghiệp duyên quý vị nghe chưa nghiệp duyên nha đó đó gọi là, là nghiệp duyên nghiệp như thế nào cho nên là ráng nha ráng mình học mình, mình hiểu rõ rồi mình làm và cái việc làm gì cũng có phước báo lớn cho nên hãy cố gắng và và nếu mà nói chủ ý nè nói rộng ra đó thì cái chủ ý này á có khi chia làm ba hoặc cái chia làm bốn chia làm ba là gì một là nghiệp mình mình chủ ý của mình là bất thiện tức là không không có tốt làm việc ác đó ví dụ như giết muốn giết một con gà, đó. muốn giết một con gì đó hoặc là muốn đánh người ta, muốn làm gì chửi mắng người ta với cái tâm sở như vậy đó, đó thì thì sao? thì tâm sở như vậy thì cái đó gọi là đó, nghiệp bất thiện. đó thì cái nghiệp đó bất thiện cho nên cái chủ chủ ý của mình đó. tức là tâm sở tư của mình vậy. vậy. thứ hai là cái chủ ý mà gọi là tâm sở tư của mình là gọi thiện nhưng mà thiện cái dục giới thôi thì dục giới có nghĩa là mình chỉ cầu phước báo nhân thiên thôi mình cầu cho gia đình mình khỏe mạnh mình làm việc này mình mong là được phước báo cho mình. mình phước báo cho gia đình mình, mình hồi hướng như vậy thôi mình được đời sau quá lành gì đó mình ham như vậy thì cái đó gọi là chủ định thiện dục giới Ba thứ ba gọi là chủ định thiện thiền thiện thiền thiện thiền, thiền. Thiền, thiền là mình làm này này ờ tôi tôi muốn thiền định lắm tôi phải tu vipassana nè tôi phải tu uh, thiền nè vâng vân và là mình tu niệm phật nè vâng vân thì trong cái tâm nó mình lo nghĩ như đó thì cái cái đó gọi là chủ ý niệm về thiền à gọi là chủ niệm thiện thiền, thiền. À, chủ ý về thiện thiền, thiền thiền và cái thường á cái thiền này có ý nghĩa là gì mình mong để mình được cái đời sống của của thiền khỏi hoảm thiên vâng vân thiền nhưng mà vẫn chưa được còn một cái quan báo lớn hơn là cái chủ ý tức là cái tâm sở tư này mình chủ ý về cầu giải thoát tức là tôi mong mà tôi làm tất cả những việc này tôi tu tự bi tôi cúng dường hoặc tôi phóng sanh tôi làm gì đó tôi cũng chỉ mong là gì tôi ra khỏi sanh tử tôi muốn khỏi chứng quả là kháng tôi muốn hoặc là tinh độ muốn quán thành thực lạc thôi thì cái đó là cũng là một tâm sở tư và cái đó cũng là nghiệp duyên cho nên cái đó gọi là tịnh nghiệp đó quý vị tịnh nghiệp là như thế nói theo ngôn ngữ bất truyền gọi là tình nghiệp đó mình học mình phải hiểu rõ như vậy thì mình tu chứ đúng không quý vị nếu mà mơ mơ mà màng không được cho nên á, người với tâm sở nào đó, tâm sở tư nó quan trọng tâm sở chủ đích đó quan trọng như vậy mình phải cố gắng làm cho đúng đó đó là một cách còn cái cách nữa đó cách chia nữa thì chia ba thôi chia ba đó là, là nghiệp tức bất thiện rồi nghiệp uh, nghiệp gọi là thiện nhưng mà thiện hữu lậu và thứ ba là nghiệp thiện vô lậu thì chỉ tức là chỉ, chỉ nói là thiện hữu lậu là cả đất thiền cho năng nữa cũng ở trong vòng sinh tử thì cái đó cũng xếp vô hai cái đó cho vào một dục giới hay là thiền các tầng thiền cũng vậy thôi mình chỉ cầu ra khỏi sinh tử mình chỉ cầu giải thoát thì cái đó gọi là thiện nghiệp thiện vô lậu thì chúng ta tất nhiên chúng ta tu để cầu giải thoát chúng ta mong nghiệp thiện vô lậu như vậy giống như là quý vị có mấy cái tài khoản ngân hàng đúng không đó quý vị gửi vào tài khoản nào tiền quý vị có đó quý vị gửi vô cái tài khoản bất thiện để nó đi tài trợ khủng bố đó, thì quý vị bất thiện còn nếu quý vị gửi vào cái tài khoản đó mai mốt có lời có lãi ra giàu có cho vui còn có người thì gửi nhưng mà không có mong cầu gì hết mong là mai mốt là chuyển visa về thế giới khác đi vào vào niết bàn đó tức là gửi đã tiền ra nước ngoài kiểu vậy đó cũng giống như vậy, tương tự như vậy, hàng ngày chúng ta đang tạo nghiệp gì thì cái đó gọi là nghiệp duyên. à